Minh Khoa xin kính chào quý khán thính giả Tình nóng ngày 20 tháng 6 năm 2023 của Ban Việt ngữ đã ai cho tự do Có những nội dung chính sau đây mời quý vị cùng theo dõi Báo cáo mới, ba thập kỷ đàn áp các cuộc biểu tình ôn hòa ở Việt Nam Các tổ chức nhân quyền và môi trường quốc tế kêu gọi trả tự do cho bà Hoàng Thị Minh Hồng Bắt giữ 74 người liên quan đến vụ nổ súng ở Đắk Lắk nhóm hàng không mẫu hạm USS Ronald Reagan đang có mặt ở Biển Đông sẽ thăm Việt Nam. Một báo cáo mới của Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền FIDH và Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam VCSA công bố hôm 20 tháng 6 tố cáo chính quyền Việt Nam đàn áp các cuộc biểu tình ôn hòa tại Việt Nam trong suốt hơn 3 thập niên qua. Sự trấn áp bao gồm sử dụng vũ lực thô bạo không cần thiết, bắt bớ, giam giữ, kết án tùy tiện và các hình thức đánh đập, sách nhiễu, tấn công đối với các nhà lãnh đạo biểu tình, những người tham gia và những người đồng tình. Thông cáo báo chí của FIDS và VCSA cho biết, bản phúc trình dài 58 trang liệt kê một loạt các vụ biểu tình tập trung nổi tiếng ở Việt Nam đã bị chính quyền đàn áp. Theo báo cáo mới, mặc dù hiến pháp Việt Nam khẳng định người dân Việt Nam có các quyền tự do bày tỏ ý kiến, tự do tập trung, lập hội nhưng Quốc hội Việt Nam suốt hơn 10 năm qua vẫn không thể thảo luận và thông qua một luật cụ thể đảm bảo quyền biểu tình của người dân. Không những thế, Bộ luật hình sự Việt Nam còn sử dụng các điều luật bị cho là đi ngược với công ước quốc tế về nhân quyền. Đó là các điều 109 hoạt động nhằm lật đổ chính quyền, điều 117 tuyên truyền chống nhà nước, điều 331 lợi dụng các quyền tự do dân chủ. Đây là những điều luật thường được dùng để kết án những người dám chỉ trích chính quyền. Theo báo cáo, những người tham gia các cuộc biểu tình ở Việt Nam bị bắt giữ và thường bị chuyển đi các trại giam xa gia đình, tạo thêm khó khăn cho người thân của họ khi muốn thăm nuôi. Những người này sau khi ra tù thường còn phải chịu án quản chế từ 1 đến 5 năm. Những nhà hoạt động nhân quyền bị tuyên án tù và thường bị đẩy ra nước ngoài. Các trường hợp nổi tiếng trong các năm gần đây bao gồm luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài, nhà báo tự do Nguyễn Văn Hải, blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Một bức thư ngõ của Phong lâm tổ chức môi trường và nhân quyền quốc tế gửi cựu tổng thống Mỹ Barack Obama hôm 20 tháng 6 kêu gọi ông công khai thúc giục Hà Nội trả tự do cho nhà hoạt động môi trường Hoàng Thị Minh Hồng, người vừa bị bắt tạm giam hôm 31 tháng 5 vừa qua với cáo buộc tội trốn thuế. Bà Hoàng Thị Minh Hồng là người sáng lập tổ chức Change, một tổ chức dân sự chuyên vận động về môi trường kêu gọi Việt Nam chuyển đổi việc sử dụng nhiên liệu than sang các loại thân thiện với môi trường. Theo bức thư ngỏ, bà Hồng đang bị giam giữ và không được có tiếp xúc với bên ngoài, bao gồm luật sư. Chính phủ đang chuẩn bị truy tố bà với một cáo buộc sai là tội trốn thuế. Bà đang phải đối mặt với án tù lên đến 7 năm nếu bị kết án. Bà có thể phải chịu một hệ thống tù đầy nổi tiếng về tra tấn và bỏ mặt người tù. Vụ bắt giữ bà Hồng đã phát phải những phản ứng từ quốc tế bao gồm Liên Hiệp Quốc, Chính phủ Mỹ, Anh và Đức. Theo thông cáo báo chí từ Project 88, một tổ chức theo dõi tình hình nhân quyền ở Việt Nam, vào ngày 8 tháng thứ 6 vừa qua, một bức thư của những người bạn của bà Hồng đã được gửi đến cựu tổng thống Obama kêu gọi ông can thiệp yêu cầu Hà Nội trả tự do cho bà. Hai ngày sau, trên trang Instagram của Quỹ Obama có dòng trạng thái kêu gọi Việt Nam tôn trọng các quyền của bà Hồng và bảo vệ quyền tự do bày tỏ ý kiến và lập hội của người Việt Nam. Một tuyên bố của tổng thống Obama có sức nặng lớn, nó không chỉ giúp nâng cao sự hiểu biết về tình trạng của bà Hồng trong cơ cấu chính trị ở Mỹ, nó còn tạo thêm sức ép quốc hội lên chính phủ Việt Nam. Tổng thống Obama rất nổi tiếng với Việt Nam, nếu có lời kêu gọi trả tự do cho bà Hồng của ông chính phủ sẽ phải giải thích với người Việt tại sao bà Hồng bị bắt. Ông Ben Swanton, đồng giám đốc Project ADA, được trích lời trong tuyên bố mới của tổ chức này. Bà Hồng là một trong năm nhà hoạt động môi trường ở Việt Nam bị chính quyền bắt giữ trong thời gian gần đây với các buộc tội trốn thuế. Tổng cộng 74 người đã bị bắt giữ liên quan đến vụ nổ súng ở hai trụ sở xã tại tỉnh Đắk Lắk hôm 11 tháng 6 vừa qua, đã bắt hết các đối tượng cầm đầu vụ tấn công đó là thông báo hôm 20 tháng 6 được Thiếu tướng Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, nói với báo chí trong cuộc gặp mặt các cơ quan báo chí nhân dịp kỷ niệm 98 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam diễn ra hôm 20 tháng 6. Trong cuộc gặp vào ngày 20 tháng 6, người đứng đầu cơ quan công an tỉnh Đắk Lắk cho biết tất cả các đối tượng cầm đầu của vụ tấn công này đều đã bị bắt giữ. Hiện chỉ còn hai đối tượng đang bỏ trốn, nhưng không có vai trò chủ chốt và lực lượng công an đang quyết tâm truy bắt bằng được để xử lý theo quy định. Ông Lê Vinh Quy cho biết thêm, một số người thuộc nhóm tấn công này bị các tổ chức phản động nước ngoài lôi kéo qua internet. Những người này sau đó lợi dụng các mâu thuẫn nhỏ, các bất cập ở địa phương để lôi kéo thêm những người khác từ các buôn làng khác tham gia. Hôm 19 tháng 6 năm 2023, trang tin của Viện Hải quân Hoa Kỳ (USNI News) cho biết hàng không mẫu hạm USS Ronald Reagan CVN-76 và tuần dương hạm USS Antietam xuất hiện trong quá trình tiếp tế tại Biển Đông. Một tấm ảnh từ trang DVIDS của Bộ Quốc phòng Mỹ cho thấy tuần dương hạm mang tên lửa dẫn đường lớp Ticonderoga USS Antietam đang kết nối và nhận nhiên liệu từ USS Ronald Reagan vào ngày 17 tháng 6. Một bộ hình ảnh riêng biệt khác cho thấy khu trục hạm USS Rafael Perata cũng ở trong cùng khu vực, đây là con tàu hộ tống cho nhóm hàng không mẫu hạm USS Nimitz và nhóm tấn công này đã hoạt động trong khu vực vào tháng 4 trước khi di chuyển đến biển Philippines vào tháng 5. Hai nhóm tấn công tàu sân bay đã tổ chức các cuộc tập trận bốn bên với các tàu của Nhật Bản, Pháp và Canada từ ngày 7 đến 10 tháng 6 ở biển Philippines và biển Hoa Đông trong khuôn khổ cuộc tập trận toàn cầu quy mô lớn của Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương Indo năm 2023. Trong khi đó, từ ngày 10 tháng 6 đến 14 tháng 6, tàu sân bay Ronald Reagan tham gia cuộc tập trận ba quốc gia mang tên Noble Typhoon diễn ra trong khu vực gần Okinawa đến Biển Đông. Trang fanpage tàu cao tốc Green Line DP hôm 17 tháng 6 cho biết, từ ngày 25 đến 30 tháng 6 2023, hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ USS Ronald Reagan sẽ cập cảng tiên sa Đà Nẵng để thực hiện chuyến đi tạm biệt khu vực Đông Á và Đông Nam Á. Ngày hôm sau, Trang Facebook có 12.000 lượt thích này cũng cho hay, công ty đã tổ chức buổi lễ ra quân của ba tàu Greenline DP K6, C8, C9 tại ga tàu cao tốc Bạch Đằng, Thành phố Hồ Chí Minh. Hình ảnh đăng tải cho thấy các nhân viên và thủy thủ đoàn chụp ảnh với ảnh nền phía sau là thông tin ngày giờ của chuyến thăm tàu sân bay. Ngày 19 tháng 6, công ty này đăng tải video ngắn trên mạng xã hội cho thấy ba tàu cao tốc có số hiệu nêu trên đang hành trình về biển hướng về Đà Nẵng. Phóng viên gọi điện cho số điện thoại ghi trên fanpage, một nhân viên phòng vé của công ty này xác nhận có thông tin như mạng xã hội đăng và ba tàu đang đi ra Đà Nẵng. Tuy nhiên bà này cho biết muốn biết cụ thể hơn phải hỏi phòng kinh doanh. Phóng viên cũng gửi email cho đại sứ quán Mỹ để đề nghị họ xác minh thông tin tàu sân bay của Mỹ sẽ ghé thăm Việt Nam vào cuối tháng 6, tuy nhiên chưa lập tức nhận được câu trả lời. Vừa rồi là một số tin nổi bật của ngày hôm nay. Cảm ơn phần theo dõi của quý vị hẹn gặp lại quý vị trong chương trình điểm tin ngày mai cũng ngay trên kênh youtube và facebook của bài việt ngữ đã cho tự do xin chào và chúc quý vị một buổi tối bình an